Hành trình du lịch Đài Loan của mình đã bước sang ngày thứ 5. Tạm rời xa thành phố Đài Bắc, mình sẽ đến với vùng Vũ Cảng, thành phố biển Cơ Long. Tại đây, mình đã có dịp khám phá những nét văn hóa truyền thống thông qua một lễ hội mà tình cờ mình đã có dịp tham dự. Bên cạnh đó thì mình cũng đã dành thời gian tham quan công viên địa chất Giả Liễu, nơi cho mình thấy được sự kỳ diệu của bàn tay thiên nhiên đã tạo nên những phiến đá với hình thù kỳ thú. Một trong số đó là phiến đá nổi tiếng mà người Đài Loan đang ra sức bảo vệ. Vùng đất Giả Liễu không chỉ có thế, tại đây các bạn còn có thể nếm được những món đặc sản địa phương vô cùng ngon. Chưa ngừng lại ở đó, Cơ Long còn có một cảng biển rực rỡ sắc màu để các bạn có thể đến check-in sống ảo. Cùng với đó là hòn đảo Hòa Bình, nơi chúng ta có thể tận mắt chứng kiến những hoạt động địa chất vẫn từng ngày đang diễn ra trên hòn đảo Đài Loan. Khi màn đêm buông xuống ở Đài Loan thì chắc chắn là từng bước chân lữ khách sẽ phải đến với những khu vực chợ đêm. Và chợ đêm Cơ Long là một trong những chợ đêm mà mình rất muốn giới thiệu với mọi người, với đa dạng những món ăn ngon, khẩu vị rất gần với người Việt Nam, cũng như là vì cung cách mua bán của những gian hàng tại đây đã ghi điểm rất nhiều trong lòng của mình. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Leo Xỉn To, và đây lại là một tập review về du lịch Đài Loan của mình. Sáng nay mình đang có mặt tại trại Bayman Station để chuẩn bị mua vé đi Cơ Long. Hoặc là trong tiếng Anh nó sẽ ghi là chữ Keelung. Mọi người sẽ thấy là ở trên cái chuyến số 2 đó, 2120 Local Train, khởi hành từ lúc 9:38. Bây giờ thì mình đang mua vé ở trong cái quầy này. Ở ngoài cái máy bán vé thì nó có chuyến Keelung đi vào lúc 12 giờ thay vì là đi vào cái thời điểm này, cho nên là mình chạy vô đây mình mua. Tại vì mình bây giờ đang là 9:20 rồi, nếu như chờ tới 12 giờ thì rất là lâu. Ở trong đây có chuyến 9:38 rất là phù hợp luôn. Mình sẽ chờ mua vé ở trong đây. Nếu như mọi người có đến những cái máy đó mà thấy cái giờ nó bị khác thì hãy chạy vô thử trong cái quầy vé này để coi nha. Mình hơi bị bất ngờ một xíu, tại vì mình tưởng là cái tàu này nó sẽ đi rất là thường xuyên và dễ mua vé cũng như là dễ tìm trạm tàu. Nhưng mà thật ra là rất là khó tìm trạm tàu ở trong tại Bayman Station nha mọi người. Cho nên là khi đến thì mọi người nhớ kiểm tra cái khu vực mà mình cần đi trước, rồi sau đó là tìm cái giờ thích hợp để mua. Bữa nay là mình phải chạy quá chạy luôn nè. Và đây là cái platform mình cần nha. Platform 4 đi về phía của Keelung. Và khi xuống tới trạm tàu thì mọi người nhớ nhìn cái bảng này nha. Nó sẽ có hai platform, 4A hoặc 4B. Chuyến của mình đi Keelung là 2120 nằm ở platform 4A. Ở lúc 9:38 thì bên đây là 4B nè. Thì 4A sẽ ở phía đối diện bên đây. Bây giờ thì mình sẽ chờ tàu. Hên quá kịp tàu rồi. Tàu đi Keelung của mình đã tới. Trời ơi rất đông luôn. Wow. Bây giờ thì tàu của mình đã chuẩn bị vào ga Keelung, ga Cơ Long. Sau khoảng 50 phút di chuyển từ Taipei 101, à không phải, Taipei Main Station, thì cái tàu này nó sẽ có những cái giờ giới hạn trên cái lịch trình di chuyển. Cho nên là mình có thể vào cái đường link mà mình để bên dưới đó, của cái line tàu TRE bên Đài Loan, để mình có thể tìm cái lịch trình phù hợp cho cái chuyến đi của mình nha. Đừng có để giống như mình tới nơi rồi mới biết là nó sẽ có những cái chuyến tàu cách nhau khá là nhiều giờ. Cho nên là mọi người nhớ xem cái thời gian chạy tàu trước khi lên lịch trình nha. Và bây giờ thì mình đã đến được với thành phố Cơ Long. Rồi đằng kia là một cái cảng biển kìa, rất là nhiều tàu luôn. Bên đây là Keelung Train Station. Wow, thời tiết Keelung sáng nay là rơi vào khoảng 14 độ C, khá là lạnh luôn. Bây giờ thì mình sẽ tranh thủ về khách sạn để gửi hành lý. Sau đó thì sẽ đi công viên địa chất Giả Liễu và khám phá một số cái điểm đến nổi bật ở Keelung. Rồi, mình cũng chưa biết là đi cách nào để về khách sạn nữa. Một là đi bộ 8 phút, hai là đi xe bus khoảng 5 phút. Thời tiết này chắc đi xe bus quá. Many, many minutes later. Mình đã vừa gửi hành lý ở khách sạn xong và bây giờ thì mình đang đi vô 7-Eleven để mua trà sữa và đồ ăn sáng. Và hôm nay mình quyết định uống lại cái trà sữa kiểu này ở Đài Loan nhưng mà màu đỏ nha mọi người.
Bây giờ thì mình vừa tới được khu vực công viên địa chất Giả Liễu. Đây là cái cung đường đi vô nè mọi người. Ở đây có một cái chùa rất là to luôn và hình như họ mới làm lễ xong. Có rất là nhiều vòng hoa với lại là những cái người múa lân họ đang di chuyển ra phía ngoài. Wow. Và trời ở đây đang rất là mưa luôn mọi người ơi. Mưa lất phất mà mình phải đi mua cây dù luôn rồi. Mọi người đã thấy cây dù chưa nào? Đây nè. Trời ơi. Quá là mưa. Ở đây thật sự là đang có một cái lễ gì đó rồi mọi người ơi. Qua tìm hiểu thì mình được biết đây là lễ hội tẩy rửa cảng Giả Liễu và được biết đến như là một cái nghi lễ làm sạch đại dương duy nhất ở Đài Loan để cầu cho một năm mới sung túc và may mắn. Thường thì dịp lễ này sẽ được diễn ra vào ngày rằm tháng giêng hàng năm cùng với là dịp lễ hội lồng đèn ở Đài Loan. Sự kiện lễ hội sẽ bắt đầu bằng nghi thức rước kiệu và làm sạch cảng biển vào buổi sáng, cũng là phần nghi lễ mà chúng ta đang được xem ở đây. Vào cao trào của nghi lễ thì những người đàn ông đến tuổi trưởng thành sẽ nhảy vào bến cảng Giả Liễu trong thời tiết giá lạnh và mang theo những chiếc kiệu rước có tượng thần ở trên đó. Và vào buổi chiều thì sẽ là nghi thức đốt lửa. Hôm mình đến cảng Giả Liễu thì trời mưa khá là to, cho nên có vẻ là cái nghi thức làm sạch cảng biển này đã được diễn ra trước đó. Thành ra là mình đã không quay được những cái thước phim của những người đàn ông nhảy xuống cảng biển. Hy vọng là lần tới khi đến Giả Liễu vào một cái thời điểm khác thì mình sẽ có cơ hội để tham gia vào cái lễ hội này. Còn bây giờ thì mình đã bước vô được khu vực của công viên địa chất Giả Liễu. Đây là khu vực tập trung của những chiếc xe du lịch nè mọi người. Và khu vực này cũng có rất là nhiều nhà hàng ăn uống và các cái quầy hàng ở dưới đây. Hôm nay trời mưa quá là mưa mà mọi người vẫn đi rất nhiều nha. Mình sorry mọi người là phần trên của mình sẽ, phần trên của video sẽ thấy cây dù phấp phới. Vì đang mưa rất là lất phất ở bên ngoài, nếu như mình không mang dù là sẽ bị ướt. Bất chấp thời tiết luôn, bây giờ đã lỡ tới rồi thì phải đi thôi. Đây là tình trạng hiện tại của mình. Quá là mưa gió. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi lên mua vé. Lối tham quan chính của công viên địa chất Giả Liễu thì nó nằm ở ngoài đó. Mình đã cảm thấy sai lầm khi mà mua cây dù. Tại vì đem cái dù qua đây gió thổi bật ngược lại ngoài luôn mọi người. Cho nên là mình quyết định thôi, không mua, không xài cái dù nữa, dục luôn. Chiếc xe trên đường đi vào cổng chính thì mình đã phát hiện có một khu đồ ăn, cho nên mình quyết định ghé qua ăn luôn. Ở đây thì có bán mì và súp. Cô đang làm một chén súp này cho mình, hình như là mực hay sao mọi người. Ok, vô ăn thử nha, sáng giờ chưa ăn được. Ở đây là phần ăn của mình. Ở đây có một dĩa mì vàng sợi to với lại nước thịt kho. Còn bên đây là súp có gừng, cà rốt với lại là những cái viên này nè mọi người. Là bột với lại có một cái sợi mực ở bên trong. Cái súp này rất là ngon nha, ăn ấm người ghê. Và đây mình thấy có một hũ tương ớt Đài Loan, mình sẽ nêm vô để ăn chung. Cái tương ớt bên này nó rất là thơm và nó không có cay gì mọi người, nó chỉ có vị ngọt thôi. Mình sẽ nêm vô đây một ít và trong súp một ít. Wow, cái mì vẫn hấp dẫn. Mình lại phải share bàn với người khác. Bên này thì ăn hay bị share bàn với người khác lắm nha mọi người. Trời ơi, cái mì lúc mà bỏ ớt thì nó hấp dẫn chứ. À, mì ngon quá. Sợi mì này là một trong những cái sợi mì rất là quen thuộc với lại người Hoa. Mình thường gọi nó là sợi mì trường thọ mọi người. Và cái kết cấu mì thì nó giống như là spaghetti, ăn rất là ngon. Đây là cái viên có bột với lại mực ở bên trong. Cái nước súp này thì khá là lạ. Và cái viên này bên ngoài giống như là chả cá nhưng mà không có vị cá, chỉ có một vài sợi mực ở bên trong thôi, ăn nó sực sực. Cũng khá là vui miệng. A few moments later. Ở lối vào sẽ có một cái bản đồ để chỉ dẫn cho mọi người các cái hướng di chuyển đến những cái phiến đá có những cái hình thù khác nhau. Ở đây có cái phiến đá mang tính chất biểu tượng, đây Queen Head, đầu nữ hoàng. Rồi nó sẽ có nhiều cái phiến đá khác có nhiều hình dạng nữa, ví dụ như đây là hình dạng đảo Đài Loan nè. Ở đây là hình dạng trái tim nè, ở đây là công chúa dễ thương, rồi hình nấm, hình cây nến hoặc là hình cây kem. Thì nó sẽ đánh số ở trên cái bản đồ ha, mọi người cứ đi và xem. Bên đây thì còn nhiều hình dáng khác nữa nè. Ok, bây giờ mình coi hình trước, một lát sẽ ra ngoài thực tế để coi ha. Sau khi mình chui vô đi ăn thì trời đã bớt mưa rồi. Cũng hên ghê.
Mình đã vô được bên trong khu vực soát vé. Ở bên đây là cái khu vực bán vé và ở dưới này có một cái chợ. Thì hồi nãy mình ăn ở trong cái chợ này mọi người ha. Thì nếu như mọi người có đi vô đây mà bị mưa thì mọi người phải ở bên dưới là cái lễ hội lúc nãy nó đã vô tới đây. Quay lại câu chuyện của chúng ta thì nếu như mọi người vô đây mà bị trời mưa mọi người thì đừng có vội mua dù. Hãy chờ vô tới trong này để mua những cái áo mưa. Áo mưa mình thấy khá là dày dặn, chỉ có 100 đài tệ thôi. Mình vừa được biết là thành phố này là thành phố mưa mọi người ạ. Nó còn gọi là Vũ Cảng. Mưa khoảng 200 ngày trong vòng 1 năm. Vậy thì cái tỷ lệ mà mọi người đến đây gặp mưa sẽ rất cao. Và bây giờ thì cùng mình bước ra khu vực chính tham quan của công viên địa chất giả liễu nha. Lúc nãy thì chúng ta đã đứng ở cái bờ phía bên kia để quay về bên này. Và đây là những cái hướng tham quan chính. Wow. Ở ngoài kia sóng gió quá. Có rất là nhiều cái biển chỉ dẫn như thế này để cho mọi người có thể đi ha. Queen Head là 360m. Ok, let's go. Nó sẽ đi thành một vòng tròn á mọi người, cho nên là chúng ta sẽ không có bị bỏ lỡ các cái phiến đá nổi tiếng. Các hoạt động của sóng biển cũng như di chuyển của những cái lớp địa chất thì nó tạo ra những cái hình thù đá rất là lạ lùng. Ở dưới đây có những cái lỗ tròn, tròn mà tròn ửm luôn á mọi người. Rất là nhiều luôn. Đây là khu vực cái gần đá ở phía dưới nè. Khá là nguy hiểm nha, sóng biển rất là lớn và có rất là nhiều rong rêu luôn. Và bên đây là những cái viên đá gần bờ thì nó cũng tạo thành những cái hình giống như cái ổ ong vậy. Gió và sóng biển tạo thành những cái lớp đá nó bị phong hóa kiểu như thế này. Hình thù nhìn khá là đáng sợ, ai mà sợ lỗ cấp độ cao là nhìn cái này sợ lắm nha. Mình thì chỉ sợ lỗ cấp độ cái gì đó, cái búp sen đó mọi người. Với lại là mấy cái bàn tay mà có mấy cái con gì nó chui ra đó, mình chỉ sợ cái đó thôi. Còn cái này thì mình thấy bình thường. Ôi. Bên kia là một cái phần công viên địa chất giả liễu nữa. Nguyên một cái dãy núi luôn mọi người. Wow. Cái phiến đá bị lỗ chỗ hình ổ ong thì có nhiều cái phiến đá nó bị cắt dọc như thế này nè mọi người. Ở ngoài kia chú thích là những cái miếng beef steak. Người ta hình dung ra được rất là nhiều hình dáng luôn. Tham quan ở khu vực này thì mọi người sẽ thấy có một cái bức tượng. Cái phần chú thích ở đây nói rằng là vào tháng 3 năm 1964 thì ông đã cố gắng cứu một cái bé học sinh khi tham quan cái công viên địa chất giả liễu này. Nhưng mà không may thì bị sóng cuốn trôi. Và rất tiếc là cả ông và cái bé học sinh đó đều không có thể giữ được mạng của mình. Và người ta đã dựng cái tượng này lên để tưởng niệm ông. Xung quanh cái khu vực là những cái phiến đá nổi tiếng. Bên cạnh việc tham quan chụp hình mà nếu như các bạn muốn tìm hiểu thêm về địa chất thì có thể đi lên cái phía bậc thang gỗ này nè. Có rất là nhiều cái bảng ở trên đó để cho mọi người có thể đọc các cái chú thích. Và ở đây thì họ có để một cái điểm mốc. Nơi mà trước đây vào năm 1972 được dựng lên để đo tốc độ tàu bằng sóng radio. Ở đây sẽ có hai hướng đi, một hướng là đi ra ngoài cái bãi biển bên đây và một hướng là đi về đây. Chắc là mình sẽ đi về đây trước, một lát sẽ vòng qua bên kia. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu tiếp cận vào những cái khu vực có những cái nấm đá với những cái hình thù khác nhau. Họ gọi đây là những cái nấm đá mọi người. Cái cách gọi này cũng quá là đúng ha, giống như là nó mọc từ phía dưới mặt đất nó mọc lên vậy đó. Cái đầu thì rất là to và cái thân thì nó đang bị bỏng dần do cái hoạt động của nước biển với lại là gió. Oh, mọi người đang đi lên đây chờ xem cái Queen Head ở trên đó. Một cái line siêu dài luôn. Bên trong kia là phiến đá đầu hình nữ hoàng. Cái này mọi người ha. Wow. Mọi người phải vô tới trong đó thì chụp mới có thể thấy gần được. Nhưng mà mình thấy là đứng ở ngoài này thì mình cũng đã thấy rõ rồi. Để mình zoom lại cho mọi người coi nha.
Đây, phiến đá đầu nữ hoàng. Khá là giống với lại nữ hoàng Leopard, đúng không? Cái phía ngoài là cái mũi nè, thấy có cái miệng luôn đó, mọi người có thể hình dung ra được cái khuôn mặt. Và phía sau là cái mũ của bà. Và ôi, cái cổ phía dưới của cái tượng đá hình nữ hoàng này nó đang bị phong hóa rất là nhiều luôn nha. Hy vọng là các bạn sẽ có cơ hội đến đây để tham quan cái phiến đá này. Cái phiến đá đầu nữ hoàng đây rồi mọi người. Ở cái góc độ này thì nó không giống lắm. Đây là những cái áo mưa 100 đài tệ nè mọi người. Có thể mua theo nhóm rồi nhiều màu chụp hình cho nó đẹp ha. Hồi nãy ở bên kia chờ lâu quá cho nên là mình đã chạy đi rồi. Cái hàng dài quá trời dài. Đây là những cái phiến đá ổ ong nè. À cái cái hình dáng ở đây đố mọi người nhìn ra nó là cái gì. Mình sẽ quay qua bên đây cho mọi người coi. Người ta báo đây là một cái đùi gà barbecue. Nhìn cũng hơi giống ha. Còn đây là một cái bánh thơm. Họ gọi đây là một cái bánh thơm nha mọi người. Nhìn nó tròn do rồi có mấy cái khía ở trên, giống như là lúc mà làm bánh là lấy cái lưỡi lam để rạch ra cái hình hoa văn á mọi người. Mình đang leo lên một cái khu vực gọi là khu vực ngắm chim, bird watching area. Đây được chú thích là khu vực thứ 3 nguy hiểm của cái công viên địa chất giả liễu. Ồ, mọi người có thấy ở bên dưới không? Giống như có một cái bức tường thành luôn, rất là vuông vắn luôn. Và nguyên một cái gờn đá này nhìn giống hệt là một cái tường thành luôn. Wow, tự nhiên thật là tuyệt vời. Và ở đằng kia là một cái mỏm đá, nguyên một cái vách đá và cái mỏm đá đó rất là hùng vĩ luôn. Đẹp quá trời đẹp. Cảnh tượng ở phía trên cao này thật sự rất là đẹp luôn á mọi người. Wow, có rất là nhiều cái nhánh rẽ khác nhau để cho mọi người có thể khám phá. Cho nên là khi đến giả liễu thì ngoài việc mọi người đi chụp hình check in ở những cái nấm đá ở phía bên dưới thì cũng dành thời gian mình leo lên cái khu vực trên cao này nha. Rất là đáng để mọi người đi luôn á. Nó trả lại đúng cái sự tự nhiên và thanh bình cho một cái địa điểm du lịch tự nhiên. Mình ước gì mình có nhiều thời gian hơn để có thể đi check in ở đây. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ phải quay về Cơ Long để đi một vài điểm nữa. Ok, hẹn gặp mọi người lát nữa nha. Mình quên mất là ở khu vực lối vào thì còn một cái nhánh rẽ bên tay trái nữa. Và ở bên đây thì có một cái tượng hình như là Little Princess. Mình sẽ đi vào bên trong này. Wow, cái vườn nấm đá bên đây thì sẽ dày đặc hơn so với cái phía bên Queen Head ở bên kia. Kìa cái phiến đá hình trái tim kìa. Để mình đi vô trong đó cho mọi người coi. Đúng là cái vườn nấm đá bên đây đẹp hơn nhiều nha. Và đây là cái đá hình trái tim. Sao mình thấy nó giống cái đuôi của một con cá voi hơn ấy. Wow, len lỏi vô trong này luôn. Nguyên một cái mê cung nấm đá. Đi vô khu vực này là mọi người tha hồ thể hiện sức sáng tạo của mình nha. Mọi người sẽ có thể nhìn thấy một hòn đá có một cái hình dáng khác nhau. Wow, đây là nguyên một cái vườn nấm đá. Định đi về rồi mà ra đây vẫn phải đi tham quan thêm một vòng nữa. Thích mê cái khu vực này luôn. Rất là đáng để đi nha mọi người. Cái khu vực đá này nhìn giống những cái tai nấm mèo ghê luôn á mọi người. Wow, hồi nãy giờ mình thấy người ta chui vô cái chỗ này giống như là một cái ghế nè. Và ở trên kia thì có một cái khu vực ngắm cảnh nữa. Sẽ nhìn về phía của Queen Head ở đằng đó. Ra tới đây thì mình mới phát hiện là cái hóa thạch hồi nãy mình quay nó giống như là một cái biểu tượng của khu vực này luôn mọi người. Hình như nó là vỏ của một cái con nhum. Lạ ghê. Mình có bị níu chân miết mọi người. Ở cái lối ra thì có một cái này hình như là một cái miếng gỗ, sau người ta làm hình con cá voi, con cá heo. Còn ở bên đây là có một cái tảng đá hình con leopard, hình một con báo. Mọi người thấy giống con báo không?
Nhìn thấy hay hay ha. Rồi thôi, bây giờ chính thức tạm biệt giả liễu, mình sẽ đi về trung tâm của Keelung. A few moments later. Đây là ở bên trong cái chợ lúc nãy mình có nói với mọi người nè. Ồ, bên trong đây bán rất nhiều các loại khô. Wow. À, khô mực với lại khô cá. Nhiều lắm luôn. Đồ lưu niệm nè. Ở đây có đồ lưu niệm cái đá hình đầu nữ hoàng nè. Đó, quá trời luôn. Tha hồ ha. Cái này mình nghĩ chắc là bán cho những người đi tour. Đó, ở đây là trà bông. Phải không? Cá. Mình nhớ là người. Ba sao mấy hiểu? Đừng người ăn loại. Wow. Ba sao mấy hiểu? Bông luôn. Chắc chắn là người. Mình nhớ ok. Wow, chú cho mình ăn thử luôn, nóng hổi luôn mọi người. Chú lại tưởng mình là người Thái nữa rồi. Chà bông cá mọi người ạ. À. Ngon lắm. Xì xì. Chà bông cá rất là ngon luôn. Nhưng mà ngặt nổi là mình còn ở Đài Loan hơn 10 ngày nữa, cho nên là mình chưa có mua vội những cái thứ này. Mình nhớ là ở Củ Phần cũng có bán những cái tương tự như thế này. Và hy vọng là khi mà mình về tới miền Nam là ở Cao Hùng thì cũng sẽ có bán để mình có thể mua. Ở trong chợ này cũng có khu vực ăn uống nha mọi người. Rất là nhiều quán xá luôn. Hồi nãy mình đã ăn ở một cái quán ở dưới kia. Wow, họ có bán tôm khô và các loại cá. À không, tép mọi người ơi. Tép nè, sò điệp nè, à cá bên trong kìa. Rồi mực nè. Lúc nãy khi mình mới tới và đi ăn ở cái quán ở trong kia á, thì thời tiết đang mưa cho nên người ta bán áo mưa rất là nhiều luôn. Bây giờ thì mấy cô bán áo mưa hình như đã rút hết rồi. Ở đây có một cái quán bán khô. Cô đã cho mình một cái con cá ăn thử. Xì xì. Con cá cô mới cho mình nè mọi người. À, cá tẩm mè. Tiếc quá là bây giờ không có mua ủng hộ mọi người được. Đây, cái quán hồi nãy mình ăn. Ngon quá. Yeah. Ngon nha mọi người. Xuất sắc luôn á. Còn đây là mấy cái mẫu áo mưa 100 đài tệ nè mọi người. Nhìn rất là xịn sò nha mà rẻ nữa. Nè quá trời luôn. Mọi người đừng sai lầm như mình đi mua cây dù nha. Cây dù mình mua tới 350 tệ. Tức ghê á. Gà gió nó thổi lật ngược luôn cái mình cất luôn. Quá là bực. Đó. Rất là nhiều loại khô luôn mọi người. Mình chuẩn bị ra xe bus để về lại Cơ Long. Và đây là cái nước uống mà tôi uống ngày hôm nay. Hôm qua bạn mình nói cái này là trà bí đao chanh, có trân châu ở bên trong. 28 đài tệ. Ngon lắm mọi người ơi. Ê, xuất sắc nha, rất thơm luôn. Có mùi chanh chua nhẹ nhẹ, có hạt é nè, có thạch dừa, rồi có trân châu nữa. Quá là ngon. Hồi nãy hình như mình nói lộn giá, cái này là 35 đại tệ nha mọi người. Bây giờ thì mình vừa đến được với khu vực ngôi nhà nhiều màu ở cảng Cơ Long. Wow. Trời ơi, hành trình tới đây cũng vất vả lắm mọi người. Từ ở dưới giả liễu mà lên đây là mất 2 tiếng đồng hồ đó. Mình đã đi 2 chuyến xe bus. Hành trình di chuyển mất 2 tiếng, hồi nãy từ 2 giờ, bây giờ gần 4 giờ mình mới tới được đây. Các cái địa điểm di chuyển ở Cơ Long này quá mệt luôn. Cho nên các bạn thiết kế lịch trình thì tùy vào điều kiện sức khỏe để mình có thể lên lịch nha. Chứ đi như mình thì thấy quá là mệt luôn á mọi người. Hôm nay trời khá là nhiều mây á mọi người. Nhưng mà nhìn màu sắc thì cũng nổi bật ha. Ở đây chỉ có cái khu vực check-in này thôi đó mọi người. Đây, đứng bên đây nhìn vào bên kia, chụp những cái tòa nhà nhiều màu ở bên đó. Và hết. Giờ đi về lại 2 tiếng đồng hồ vậy thôi hả? Mình giỡn thôi, chứ ở đây nó gần một cái hòn đảo tên là Haiping. Bây giờ mình sẽ đi qua cái hòn đảo bên đó để ngắm cảnh. Bây giờ từ khu vực những ngôi nhà màu sắc này thì mình sẽ băng qua cái cầu này để đến đảo Haiping. Hello.
Wow, ở đây lần đầu tiên mình quay được một cái họa tiết hoa văn chạm khắc ở trên một cái nóc của chùa. Nó gần tới như thế này luôn. Wow. Hình ảnh của những cái truyền thuyết Trung Hoa. Và hình như là hình ảnh của bác tiên được in ở trên cái mái đền này. Wow. Cảng biển của chúng ta ở đằng kia. Sau khoảng 15 phút đi bộ từ cảng thì mình đã đến được với Happin Island Park. Bây giờ thì mình sẽ đi vô bên trong. Có vẻ là người ta đang đi về trơn trọi thì còn có mình vô. Ở đây thì phải mua vé mọi người ha. Vé người lớn là 120 đại tệ. Mình vừa mua xong và bạn đó có cho mình một cái tờ thuyết minh tiếng Việt. Trời hôm nay nhìn buồn mọi người ha. Đây là cái không gian tham quan trên đảo nè. Ở đây mình có thấy họ ghi ở trên cái tờ quảng cáo là 10 hòn đá bảo vệ. Có nhiều hình dáng khác nhau. Không biết cái này nó nằm ở đâu nữa. Cái tờ này cũng có ghi thời gian tham quan ha mọi người. Sẽ mở cửa từ 6 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều. Ở đây là khu vực hồ bơi, view vô cực mọi người ạ. Mọi người có thấy mấy cái tài cầm để đi xuống cái hồ bơi không? Nhưng mà hôm nay đóng cửa mất tiêu rồi. Hồ bơi này được xây dựng ngay cạnh cái khu vực biển ở bên ngoài luôn. Khá giống với lại một cái địa điểm ở bên Úc mà bữa giờ mình hay thấy ở trên Instagram. Vậy là cái nước biển này là... Ủa cái nước này là cái nước biển luôn. Mọi người có thấy một cái cổng đẩy nước biển vô trong cái khu vực hồ bơi ở trong này không? Wow. Mà hình như mùa này họ đóng cửa rồi, họ không cho bơi. Toàn bộ cái tòa nhà xây giống như lâu đài này nè mọi người, sẽ phục vụ cho cái việc tắm lại sau khi mà mình đã tắm hồ bơi ở dưới kia. Và còn ở bên đây là khu vực camping, cắm trại vào buổi tối. Mình đang thắc mắc là không biết thật sự cái khu vực này nó còn mở cửa làm dịch vụ hay không. Ở ngoài cái khu vực bán vé thì nó chỉ ghi là đóng tạm thời. Ủa rồi, cái phần mà đáng tham quan nhất ở trên cái hòn đảo này thì đóng cửa mọi người ơi. Sao kỳ vậy? Khu này đóng cửa mất tiêu rồi, không cho vô luôn. Toàn bộ các cái mà liên quan tới địa chất nó nằm ở trong này nè. Những cái nấm đá mọi người thấy không? Giống ở bên giả liễu ha. Ủa mà sao chơi kỳ vậy? 120 đại tệ của tôi không cho tôi vào đây. Không biết sao chứ mình cảm thấy hơi hối hận khi lên cái đảo này rồi đó. Hy vọng là cái phần viewpoint ở trên kia nó sẽ đẹp. Chứ ở thời điểm hiện tại này đi vô cái đảo thấy nhiều cái dịch vụ với lại khu vực tham quan. Đáng ra là phải mở cửa. Khi mà mình đã trả 120 đại tệ mà. Nhưng mà đóng cửa hết trơn luôn mọi người. Cái con đường đi lên cái viewpoint dọc biển thì khá là đẹp ha mọi người. Nếu như mà hôm nay trời đẹp và không mưa thì còn tuyệt vời hơn. Sắp tới được cái đài vọng cảnh rồi nè. Đấy. Ở bên cái khu này ở dưới mấy cái nấm đá hình thù nó lạ lắm mọi người. Nhưng mà tự nhiên đặt tên là hàng triệu cái đầu người, cái mình thấy sợ ngang luôn á mọi người. Với cái không khí như thế này. Khi mà đọc các cái chú giải ở đây á mọi người, thì họ nói là các cái lớp đá ở đây nó được hình thành từ hàng triệu năm trước. Và mỗi lớp đá thì sẽ có những cái màu sắc khác nhau. Ví dụ như lớp trên cùng thì là màu vàng nè, rồi có những lớp là màu xanh đậm, xanh lợt và màu đen. Thì nó tạo thành ra một cái lớp địa chất, làm cho những cái đá này giống như là những cái bánh. Và khi mà những cái sóng biển nó đánh vào thì giống như là những cái vết sắn của thời gian lên những cái vết bánh này, tạo thành một cái vùng địa chất rất là đặc biệt. Bên cạnh đó thì khi mọi người nhìn xuống cái lớp ở phía này sẽ thấy những cái đường kẻ dọc và đường kẻ ngang. Thì người Đài Loan họ gọi đó là những cái miếng đậu hũ. Còn khi mà người Nhật chiếm đóng thì họ nói là những cái chiếu tatami. Có rất là nhiều cái hình dung thú vị ha. Cũng là 5 giờ mấy rồi đó mọi người. Trời càng ngày càng về chiều càng lạnh rồi. Cái phần đáng để tham quan nhất ở cái khu vực này ở thời điểm hiện tại. Tại vì mấy chỗ khác đóng cửa hết trơn rồi. Một cái khu vực ngắm cảnh ngay cái mũi đá luôn. Xây cũng rất là kỳ công ha. Ở bên kia có một cái hòn đảo. Ôi trời, gió lớn ghê. Wow. Và đây là cái điểm viewpoint của chúng ta. Cái hòn đảo xa xa ngoài kia khi mình search Google thì họ nói là có cái hải đăng ở trên đó. Rồi, trên này khá là lạnh rồi, chắc là mình sẽ đi chợ vô. Ở trên đây thì
đứng ngắm cảnh rất là ok luôn mọi người. Mà thời tiết này thì không có ủng hộ cho cái việc đứng lâu lắm. Rồi, cuối cùng thì mình cũng đã tới được cái khu vực mà mình đã ping ở trên Google Maps bữa tới giờ. Thật ra là rất muốn đi cái chỗ này luôn á, nhưng mà tự nhiên tới rồi thì thấy là do có nhiều cái khu vực quan trọng và khu vực vui chơi giải trí trên hòn đảo này bị đóng cửa, cho nên là cảm thấy cái chuyến đi của mình nó chưa có được trọn vẹn lắm. Cho nên là cũng là quay sơ sơ cho mọi người coi, nếu như bạn nào có ý định đến ngắm cảnh thì địa điểm này ok, nhưng mà nếu muốn nhiều hơn thì có vẻ là không được đưa nó vào lịch trình mọi người ha. Ở đây thì có một cái bản chú giải về cái việc mà lúc nãy chúng ta có nói về cái bánh của những tảng đá bị thời gian nó sắn vào đó mọi người. Thì ở đây mọi người thấy nè, nó có một cái vết cong như thế này. Ở đây người ta giải thích nè, ban đầu nó rất là sắc nhọn, sau đó thì nó sẽ đánh từ từ vào cái phần bên dưới, rồi nó lên dần bên trên và nó làm mất cái phần bên trên. Và cuối cùng thì nó đẩy thành một cái mạng phẳng như thế này. Ở thời điểm hiện tại này thì cái tảng đá này nó giống như cái hình cuối cùng. Đây. Bạn nào yêu địa chất thì đến những cái công viên kiểu này thì cảm thấy rất là thích nha. Thật sự luôn á. Many, many minutes later. Mình vừa mới check in được vào khách sạn ở Cơ Long. Đây là một cái khách sạn giường tập thể mọi người ha. Trong phòng thì có 6 cái giường tầng như thế này. Locker thì sẽ ở đây. Trong locker thì họ sẽ để sẵn những cái bao gói với lại bao giường. Thường là khách sạn mà kiểu như nào ta, tập thể ở bên Đài Loan thì mọi người sẽ phải thực hiện cái thao tác là tự bật ga giường này. Sáng check out thì mọi người sẽ kéo ra và trả lại cho họ ha. Cái phòng khách sạn này thì khoảng 1,000+ đài tệ á. Mình sẽ để dưới phần mô tả cho mọi người. Nó tên là Light In, khá là gần với lại chợ đêm Cơ Long luôn. Và ở đây thì có cái dịch vụ giặt miễn phí, cũng như là phòng tắm thì sẽ là phòng tắm chung ở phía bên ngoài. Chú có nói với mình là tất cả các cái dịch vụ đó thì nên sử dụng trước 11 giờ đêm. Ok, bây giờ thì mình sẽ bọc bao gói nè, làm giường nè, sau đó dọn dẹp hành lý, đi giặt đồ và chuẩn bị đi chợ đêm Cơ Long. Hẹn gặp mọi người lát nữa nha. Bây giờ thì mình sẽ đi chợ đêm Cơ Long. Hơn một cái là khách sạn của mình nằm kế bên chợ đêm luôn mọi người. Đi bộ 1 phút là tới. Khách sạn Light In ha. Mình sẽ để cái định vị của nó ở dưới phần bình luận. Đặc trưng của cái chợ này là hai bên có hai dãy đèn sáng choang luôn. Bây giờ thì mình đang không biết là nên ăn cái gì. Mọi người quá đông rồi. Ở đây có một cái quán gì vậy ta? Ồ, hình như là lạp xưởng nướng. Ok, mình sẽ xếp hàng order thử cái này. Cái hàng dài quá ta. Ở đây gọi là one bite xúc xích mọi người. Cái này hấp trước. Dạ. Một cục là 8 tệ, mình lấy 2 cục. Yes. Dạ. Xin chào. Mình kêu 2 cục ăn thử, một cục là 8 tệ, tổng cộng là 16 tệ. Đây mọi người, hai cái hàng ở đây. Xúc xích one bite. Xúc xích một lần cắn. Đây là món đầu tiên ở chợ đêm Cơ Long. Ngon quá. Mình vừa thử xong một miếng kia quá trời nóng luôn, nhưng mà rất là ngon luôn mọi người. Cái vị rất là ok. Ở đây có thêm tỏi nha. Ok, vô. Vị rất là ngon luôn nha mọi người. Ăn thêm tỏi nữa nó cay cay thích vô cùng luôn. Kế bên tiệm xúc xích thì có một tiệm gọi là One by Chambura. Hình như là cùng chi nhánh luôn, thấy cái bịch y chang nhau. Ở đây người ta có bán phần 35 nha mọi người, 70, 100 hoặc là 140. Tuyệt vời, có phần nhỏ dễ thử nè, mình sẽ ăn phần 35. Ở trong nó có cái máy làm tại chỗ luôn mọi người. Mấy cái bánh chiên đã nóng hổi luôn. Phần 35 sẽ được bỏ trong cái túi giấy đó ha mọi người. Và cho thêm sốt cũng như là dưa leo. Yeah, mình đã có. Ôi chả cá mọi người ơi, nóng hổi luôn. Wow. Đây là cái miếng tempura của mình. Rất là thơm luôn mọi người. Mình mới vừa ăn một cái rồi. Nó có vị cá. Và cái kết cấu bột thì khá là giống mochi, chứ nó không có bị bột sực sực nha mọi người.
rất là ngon luôn á. 1/35 đại tệ là 4 miếng. Trời ơi bốc khói luôn. Ngon lắm, ngon lắm. Mọi người thấy bốc khói không? Hello. Con bé đang nhìn mình. Tiệm này mọi người ha, One by Tempura, nằm kế bên cái tiệm One by xúc xích luôn. Quá là ngon. Yeah. Được cái chợ này ở những cái quầy dưới cái dãy lồng đèn đó mọi người, sẽ có chỗ ngồi để ăn nha. Mà hình như mấy cái chỗ này thì nó sẽ dẹp sớm. Bây giờ mình đang đi là khoảng 9:30 thì thấy dẹp bớt nhiều rồi nè. Rồi, mình sẽ đi tìm coi cái quán nào có xếp hàng thì mình sẽ nhào vô mình ăn. Đây cũng là một quán cơm hay là xôi gì đó và có cái súp cua. Ok, mình sẽ nhào vô ăn thử quán này. Wow, nhìn hấp dẫn quá. Chưa được ăn nhưng mà ở bên kia mình dự đoán là xôi, còn ở bên đây là súp và có cua. Wow, có ốc tiên nữa mọi người ơi. Ôi ngon quá vậy. Trong đây có cua nè, có tóc tiên nè, có các loại nấm và bỏ một ít ngò. Xìa xìa. Và bên đây là xôi, giống như bánh ú bá chạm mọi người. Xôi có nấm đông cô với lại tôm khô. Đầu tiên mình sẽ thử cái súp nha. Lâu lắm mọi người mới thấy ở ngoài đường bán súp tóc tiên luôn mọi người. Đó giờ toàn đi ăn đám cưới mới ăn được. Đây là cái cua nè. Nước súp rất là thanh, không có quá nhiều vị. Mình có xịt thêm một chút tiêu cho nên nó có cái vị cay cay. Ăn khá là thích và ấm nha. Mấy cái nấm trong đây ngon quá, rất là nhiều loại luôn á. Có nấm đông cô, rồi có hình như là nấm đùi gà sắc sợi, với lại có một cái sợi nấm gì đó nó nấm kim châm vàng, không biết nữa mình tạm kêu nha. Và thịt cua cũng kha khá. Mọi người thông cảm nha, không gian quán rất là chật cho nên là cái máy mình để rất là gần luôn. Và bây giờ thì mình qua tới cái chén này. Cái này giống như cái xôi bá chạm. Đúng là xôi rồi, rất là ngon luôn. Wow. Xôi mềm, dẻo, có vị nấm tôm khô, vị tôm khô. Hết sảy. Để thử xem tương ớt này có cay không. Bữa giờ ăn tương ớt ở bên Đài Loan không có cái nào cay hết. Tương ớt không có cay mọi người, nhưng mà nó ngọt ngọt, ăn rất là ngon. Xôi và súp tưởng chừng không kết hợp được, nhưng mà hai món này ngon quá. À, giá của cả hai chén này là 115 đại tệ mọi người ha. Quá là ngon. Ở đây đang có một cái quán bánh mì đang được bu rất đông luôn. Ở dưới này thì có một cái chảo chiên giống như là bánh donut đó mọi người. Nó tạo thành cái lớp bọc bên ngoài của cái bánh mì này. Và ở trong kia có sốt mayonnaise nè, cà chua, dưa leo với lại là trứng chè. Chỉ có vậy thôi. Mà sao bu đông vậy ta? Ok, mình sẽ thử hương vị như thế nào. Vừa có một sự sai lầm xảy ra, mình xếp hàng xong mới phát hiện ở đằng kia nó có cái máy. Mọi người phải lại bấm để lấy số, sau đó mới vô xếp hàng. Trời đất ơi. Ok, mình sẽ phải chờ lại một lần nữa. Mọi người ơi, tình hình đang quá là tình hình mưa lớn rồi, cho nên là mình chạy vô cái store Adidas để ăn cái bánh mì nướng. Ủa lộn, ăn cái bánh mì chiên của mình. Ở bên trong này thì ngoài những cái nguyên liệu mình vừa kể thì nó có thêm một cục xúc xích ở trên cùng nữa. Ôi ôi, nhìn ngon nha. Ở bên ngoài giống như là bánh donut chiên xù vậy đó mọi người. Ok, first bite thử nha. Ngon quá. Wow. Điểm nhấn của cái bánh này là cái sốt quá ngon luôn mọi người. Cái sốt mayonnaise rất ngon luôn. Và cái bánh ở ngoài thì nó giòn, tan. Ở bên trong cái bột thì dẻo, ăn. Trời ơi, ngon quá. Xuất sắc thật sự. Trời ơi, hàng chi được xếp hàng quá trời, rất là ngon luôn. Xứng đáng để ăn thử nha mọi người. 60 đài tệ. Quá ngon.
Bây giờ thì mình đã cắn xuống tới phần trứng trà ở bên dưới này. Trời ơi nó béo, béo ngậy luôn á mọi người. Hòa quyện với lại cái sốt mayonnaise và cà chua và dưa leo ở trong. Cái nhân bánh y chang một cái salad luôn, không có gì khác luôn. Hèn chi nó kêu cái bánh này là nutrition sandwich. Ở ngoài thì hơi bị dầu mỡ một xíu, nhưng mà cái lớp bột rất ngon, rất ngon luôn. Mê nha, mê cái bánh này, 10 điểm. Cái bánh hồi nãy siêu ngon luôn mọi người. Nhưng mà báo quá báo, ăn xong là cái tai mình với lại cái miệng mình mở không luôn. Thế là phải vô 7-Eleven mua khăn giấy. Bây giờ thì mình đang đi qua một cái nhánh kế bên của chợ đêm Cơ Long. Rồi bên đây vẫn rất là đông luôn á. Bây giờ mọi người biết là bao nhiêu giờ rồi không? 10 giờ rưỡi rồi, nhưng chợ vẫn rất đông. Ok, mình sẽ đi kiếm đồ ăn tiếp. Đây là cái quán trà sữa đầu tiên mà mình thấy ở Đài Loan bán chỉ có 25 đài tệ. Quá là rẻ. Đây là cái ly trà size lớn của mình mọi người ơi. Mọi người thấy nó bình thường đúng không? Cho tới khi mình cầm lên. Trời ơi. Trà bá lửa luôn. Bự hơn cái tay mình hai lần luôn á mọi người. 25 đài tệ. Hôm bữa mình mới hỏi bạn mình là ủa Đài Loan có cái quán nào bán trà mà cỡ 20 đài tệ không? Thì đây, chính là nó đây. Cái quán tên là Black Tea Cơ Long nha mọi người. Đây dễ thương kìa. Nằm ngay cái góc ngã tư của chợ luôn. Trời ơi, cái ly trà bá lửa gì trời. Mình kêu một ly hồng trà, ít đá, ít đường. Ok, bây giờ thử nha. Cái vị hồng trà rất là đậm và thơm. Trời ơi, cái ly to ghê, không biết uống gì nào mới hết luôn. 25 đài tệ uống được lắm luôn nha mọi người. Trời đang lạnh, thì cầm cái ly lạnh này nữa chắc xỉu ngang. Mưa quá mưa luôn mọi người ơi. Không hổ danh là thành phố mưa, trời lại tiếp tục mưa mọi người. Mưa từ sáng tới tối, mưa quá là mưa. Bây giờ đã là gần 11 giờ và sức ăn của mình cũng có giới thiệu. Ủa? Sức ăn của mình cũng có giới hạn, cho nên là mình đã ăn cực cỡ bao nhiêu món rồi ta. Cái xúc xích nè, cái tempura, súp soi với lại hồi nãy là cái bánh mì và bây giờ là một ly trà trà bá lửa nữa. Cho nên thôi mình sẽ kết thúc cái food tour ở chợ đêm Kỳ Long ở đây. Đây là một trong những cái chợ đêm mà bữa giờ mình đi mình cảm thấy thích nhất luôn á mọi người. Thứ nhất là do đồ ăn rất là ngon và đa dạng. Thứ hai là do cái khẩu phần mà họ bán á mọi người. Có những cái khẩu phần nhỏ để chúng ta có thể ăn được. Và thứ ba là bây giờ có thêm món nè, mình phải ăn thêm một món. Chắc mình sẽ thử một cái cây này. Bữa giờ thấy hơi bị nhiều luôn nè. Và mình vừa mua được một cái cây hồ lô ngào đường ở cái tiệm của bạn này. Bạn bán 40 đài tệ một cây mà mình còn có 39 đài tệ. Mình đưa bạn cũng lấy luôn mọi người. Trời dễ thương gì đâu luôn á. Đáng ra là cái food tour kết thúc rồi mà đi ra ngoài này tự nhiên thấy cái này. Bây giờ mình sẽ ăn thử. Không biết nó cái đỏ đỏ này là cái gì, bữa giờ mình thấy cứ thấy hoài. Và cái màu đen này cũng vậy luôn. Bây giờ thử nha. Chắc là cà chua đó mọi người. Cà chua mọi người ơi. Nhưng mà ăn với đường ngon quá. Wow, xuất sắc nha. Bây giờ ăn thử cái đen đen này coi là cái gì. Chắc là xí muội. Mận ngâm. À vậy là cái màu đỏ là cà chua, người ta kẹp với lại cái mận ngâm, sau đó bọc với đường. Ngon nha. Cái cà chua bình thường, cà chua bi á mọi người. Ăn thì cái vị có thể hơi khó, nhưng mà ăn với cái đường này ngon quá nè. Xuất sắc xuất sắc. 40 đài tệ nha, nhưng mà chỉ mua có 39 đài tệ thôi. Mọi người nhớ ủng hộ cái quán của bạn đó nha. Dễ thương ghê. Bây giờ thì chính thức kết thúc cái food tour của mình ở đây. Bây giờ mình sẽ đi về mình ngủ để ngày mai còn có những lịch trình tiếp theo. Chào tạm biệt mọi người. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã chọn xem nội dung trên kênh của mình. Đừng quên nhấn like, share và subscribe trên kênh YouTube cũng như follow Instagram của mình để cập nhật nhanh nhất những hành trình du lịch sắp tới nha. Để không bỏ lỡ các nội dung thú vị khác trên kênh, các bạn có thể click vào video và playlist đang được gợi ý bên dưới để tiếp tục theo dõi.